Vừa qua, hàng loạt tờ báo tại Pháp khẳng định Zidane đã chốt xong thỏa thuận dẫn dắt PSG. Tuy nhiên, chia sẻ với L'Equipe, người đại diện của Zidane, Alain Migliaccio đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tất cả những tin đồn xung quanh Zidane đều vô căn cứ. Hiện tại, tôi là người đại diện duy nhất cho Zidane. Cả tôi và anh ấy đều chưa có cuộc trò chuyện nào với những người đứng đầu của PSG. Tôi nghi ngờ việc quốc vương Tamim Ben Hamad Al Thani của Qatar đã thông qua mạng xã hội và truyền thông để nhằm vào mục đích kinh doanh, đồng thời đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của PSG. Tôi thậm chí không chắc liệu ông ấy có thực sự quan tâm đến Zidane hay không. Kế hoạch của Manchester United trong việc đưa Frankie de Jong về Old Trafford đang gặp nhiều trở ngại. Barcelona mong muốn có 100 triệu euro và Man United buộc phải chuyển sang dứt điểm nhằm mục tiêu Ruben Neves. Về bản chất, Ruben Neves và de Jong có lối đá khác nhau. Dù vậy, hàng tiền vệ của Man United đang thiếu rất nhiều nên Erik ten Hag gật đầu với kế hoạch lấy tiền vệ người Bồ Đào Nha. Chi phí để Man United có Ruben Neves thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của Barcelona về de Jong. Hơn nữa, tiền vệ của Wolverhampton cũng không có trở ngại về giấy phép lao động. Ruben Neves muốn được giữ cúp châu Âu và thi đấu trong một môi trường cạnh tranh hơn, nhằm có thể cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup. Sau khi chiêu mộ Antonio Rudiger dưới dạng tự do, Real Madrid đang tìm cách lấy ngôi sao khác của Chelsea là Reece James. Dani Carvajal đã chờ rất hay trận chung kết Champions League, nhưng anh gặp tiền sử chấn thương. Lucas Vázquez thì chỉ dành cho ghế dự bị. Thế nên, chủ tịch Perez có tham vọng biến Reece James trở thành ngôi sao tương lai trong đội hình của Real Madrid. Reece James là một trong những sản phẩm cây nhà lá vườn tự hào của Chelsea. Anh còn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2025 và nằm trong danh sách không thể bán. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Real Madrid liên hệ chuyển nhượng Reece James với chi phí đề nghị ban đầu là 55 triệu euro. Chelsea vừa có hướng đi mới trong nỗ lực đưa De Ligt về sân Stamford Bridge để củng cố hàng phòng ngự vừa gặp nhiều tổn thất. Quá trình đàm phán giữa Chelsea và Juventus không dễ dàng khi lão phu nhân không muốn mất trụ về người Hà Lan. Về mặt cá nhân, De Ligt bóng gió về việc muốn đến Chelsea sau những mùa giải không thành công trên đất Ý. Trong diễn biến mới nhất, Chelsea sẵn sàng đưa Ziyech vào điều khoản đi kèm. Đây là cầu thủ mà Juventus từng nhiều lần đăng tiếng muốn có. Chelsea định giá Ziyech khoảng 40 triệu euro. Cầu thủ người Maroc sẽ giúp The Blues giảm được đáng kể tiền mặt phải chi trả cho thương vụ De Ligt. Dũng Quang Nho cho biết anh và toàn đội U23 Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực vào thế trận chung kết giải U23 châu Á tại Uzbekistan. Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt để không làm phụ lòng cổ động viên. Mục tiêu của tôi và toàn đội là cố gắng đá hết 6 trận rồi về. Thế mạnh của U23 Việt Nam là sự đoàn kết, tinh thần không bỏ cuộc, dù thua hay gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Toàn đội đã xem trận đấu giữa Ả Rập Saudi và UAE rất kỹ. Vào đến tứ kết thì đội nào cũng mạnh theo cách của họ. Chiến thuật của ban huấn luyện thì đã có. Chúng tôi sẽ tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Saudi sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày mai. Gomo Kyun đã có đánh giá về một trong những đối thủ mạnh nhất tại vòng chung kết U23 châu Á lần này. Ả Rập Saudi thực sự rất mạnh, họ vào tứ kết mà không thủng lưới một bàn nào. Chúng tôi phải chuẩn bị chiến thuật kỹ hơn. Khi làm việc ở Hàn Quốc và Indonesia, tôi đã biết đối thủ này. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi trận tốt nhất có thể. Chúng tôi mất thủ môn Văn Toản vì chấn thương, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn 22 cầu thủ khỏe mạnh. Tôi sẵn sàng dùng mọi cầu thủ cho các trận đấu. Tôi có kế hoạch mới để các cầu thủ của mình chơi tốt. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng. Thậm chí chúng tôi cũng đã tập luyện để chuẩn bị cho loạt luân lưu. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào kết quả. Tôi chuẩn bị cho các học trò của mình mọi thời khắc cũng như mọi tình huống trong trận đấu tới.